Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương bốn hoa đầy hồ nước được tự do. Lại nói A Tú bị hồ chính đường liên lụy, bị cấm ức chừng một tháng, ít đi ra ngoài cùng quản gia, sao không tranh thủ một phen. Đương nhiên từ giáo trường bỏ trốn mất giảng, một đường tiêu dao hoạt bát, ẩn náu trên đường phố Bắc Kinh. Mắt thấy sắp trời còn sớm, nghĩ đến chính mình chỉ cần về đến nhà trước khi trời tối, tất có thể lấp liếm với quản gia bá bá, cũng không cần lo lắng bị cha đánh đập. Từ cửa đông chơi đến tây môn, từ cửa nam dạo đến cửa bắc, cuối cùng vẫn là trở về học đường, tìm một đám hải nhi chơi bi. Đang chơi vui vẻ, chợt nhận thấy bóng của mình đã giải ra che viên bi mở đi không rõ. Hắn ăn một tiếng, quay đầu nhìn Thái Dương ra, ý chỉ mặt trời, Thấy vị lão nhân mặt đỏ này đóng cửa về nhà, khuôn mặt tròn trịa cơ hồ biến mất không thấy. A à, Tú hoảng đến tay chân nhũn ra, nói, "Xong rồi." "Xong rồi? Không phải muốn các ngươi nhắc nhở ta về nhà sớm chút sao?" "Tại sao không ai nhắc ta?" Tiểu Đồng chảy nước mũi ngơ ngác nói, "Chị Nguyệt tỷ tỷ còn chưa ra, nhắc nhở ngươi cái gì?" A à, Tú nghĩ tới nụ cười lạnh của cha, không khỏi hoảng nói, "Không được." "Không được!" ta phải về nhà nếu chậm một bước so với cha ta có lẽ ngày mai các ngươi ngày mai phải tới dân hương tế bái mấy viên bi cũng không kịp thu thập vội chạy như bay đám tiểu đồng sau lưng còn hét lên tú ca bi của huynh a à, tú hai chân như bay cũng không quay đầu lại nói cho các ngươi a à, tú hoảng không chọn đường chạy như bay dọc theo phố bàn cờ hắn tâm loạn chân gấp sau khi đi vào lối tắt hẻm nhỏ nhận ra con đường trước mặt có chốt lạ mắt thực sự đã bị lạc mặt trời đã lặn về hướng tây chiếu sáng rực rỡ tuyết trắng càng trói mắt hơn nhìn trên đường lớn thúc thúc a di ùn ùn kéo đến nhưng không biết ai cả những đứa trẻ bình thường gặp tuyệt cảnh bậc này nhất định sẽ khóc lớn nhưng a tú trời sinh nhờn bướng hắn thở dài dừng lại gãi đầu nghĩ thầm quên đi không thể quay về chỉ có thế rời nhà đi đang nghĩ về những ngày tháng lưu lạc hoang dã sau này, một đôi thanh niên nam nữ từ góc đường đi tới, hai người phục sức đẹp đẽ quý giá, dùng mạo tuấn tú. Nhưng nam tử tay cầm quạt xếp, khuôn mặt lòng trắng trứng ôn tú, nữ tử đi bên cạnh má lúm đồng tiền, eo treo trường kiếm, chính là Quyên Nhi. Tha hương gặp cố nhân, khó gặp gỡ được người quen, à tú không vui mừng ngược lại còn kinh sợ, xong rồi. Người của cha đến rồi, đừng để bị bắt được. Nhìn thấy một quầy trái cây gần đó, cũng mặc kệ bị người ta của trách hay không, vội vàng ngồi xổm dưới chân ông chủ, liên tục cười làm lành. Người bán hàng thật ra là một người tốt, mắt thấy hài tử chui vào bên chân mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không đuổi đi, ngược lại đưa cho một quả mận lại cười nói, tiểu bằng hữu chơi trốn tìm A. À. A à Tú cười gượng hai tiếng, cúi xuống dưới quầy trái cây, không tỏ ý kiến đang chờ ôn thần đi qua, chợt nghe ông chủ hô, khách nhân, hôm nay quả mận thơm ngọt, màu sắc tươi sáng, tới nếm thử đi. Có tiếng giòn vang, dường như có người cắn một miếng mận tươi, nghe được một nữ tử nói, thịt quả không tệ, mua mấy cân rồi về. Người nói chuyện đúng là quyên nhi, tiếp theo đông chọn tây nhặt, nghe nàng cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, lần này bại bởi chết nhị đan, sư tỷ không biết sẽ lại nhải bao lâu nghĩ đến thấy phiền. Sạp bên truyền đến tiếng nói kiều nổn, nghĩ đến là công tử đã nhìn thấy lúc trước. Nghe hắn nói, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, tục ngữ không phải nói sao, đi một ngày đàng học một sàng khôn, không học cái gì sẽ không có trí tuệ. Người xem Trúc Khang chính là một mụn mù, bây giờ không phải giống như một người bình thường sao? Dì quên cười nói, đúng vậy, dù sao ta cũng đánh bại vô giã Minh Vương, ít nhiều cũng thắng một trận, cũng có thể báo kết quả với tỷ tỷ. A à Tú sắc mặt thảm đạm, thầm nghĩ, Dì Quyên có thể báo cáo kết quả. Ta lại không thể báo cáo kết quả. A à Di Đà Phật, các người mau mau đi thôi. Dì Quyên chọn nửa ngày, lại không mua. Nghe nàng vỗ vỗ tay, Kiều Thanh nói, Mận này chua quá, không thể ăn, ta không mua. Ông chủ than thở, chua chỗ nào? Ngọt vô cùng, ngọt vô cùng. A à Tú trốn dưới sạp quả chờ hai người đi qua nào biết công tử kia lại dừng bước lại nói năm nay táo tẩu đỏ tươi cát tường có thể mua chút mang về a à, tú nghe mận lại đến táo tôi khóc trong lòng trong lòng kêu khổ không biết nơi này rốt cuộc bao nhiêu loại trái cây trong tai lại nghe tiếng giòn vang tám phần gì quên lại cắn thêm một miếng nữa quả nghe nàng nói thẳng không tệ chủ quán chuẩn bị hai cân khó khăn bán được chủ quán vội vàng lấy đặt lên cân, công tử kia lại gọi lại, nghe nàng nói, không cần cân, xe táo này của người ta lấy hết. Làm phiền trong chốc lát đưa đến thái y viện, nói lấy ra lá vàng, nhét vào trong tay chủ quán kia. Công tử này ra tay xa hoa, không những chủ quán chấn động, liền A Tú cũng lưu lưỡi không thôi, dì quyên vội nói, sao lại muốn lấy nhiều táo như vậy. Chúng ta chỉ có hai ba người, sao có thể ăn hết được. Công tử kia cười nói, "Tống Thông Minh đánh mất sức, ngươi có muốn mời hắn hay không?" Trúc Khang khóc đến nước mắt lưng chồng, "Có mời hắn không?" "Vô Giả Minh Vương cũng bị ngươi chém tam kiếm, đại nạn không chết, ngươi có mời hắn không?" "Hoa Sơn già trẻ nhiều miệng như vậy, ngươi có muốn mời họ hay không?" A à, Tú nghe nàng có tài ăn nói, nói chuyện thanh thúy gọn gàng, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, "Bổn thiếu gia đói quá, ngươi mời ta hay không?" mắt thấy một quả táo rơi ra ngoài, đang muốn duỗi tay nhặt, bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân ngày thường dạy bảo, đành phải miễn cưỡng rút tay về trở về. Người bán hàng rong bận rộn, dưới chân tới tới lui lui, à tú tất nhiên là liều mạng né tránh, lại nghe kia gì quên cười nói, người nha, tâm tư chu đáo. Có thể làm chủ trong ngoài, tương lai ai muốn cưới ngươi làm lão bà, nhất định kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Công tử mỉm cười nói, hiền thê lương mẫu chỉ có thể làm chủ trong nhà sao có thể nội ngoại kiêm tu có người chịu cưới cọp cây như ta đã là ngàn ân vạn cảm tạ còn nói cái gì phúc khí công tử kia rõ ràng ăn mặc như nam tử lại nghĩ làm lão bà người ta a tú sắc mặt biến đổi té ngã trên đất chấn động khiến táo trên xe thùng thùng lăn xuống dưới hắn kêu vài tiếng đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan nhìn tới ngạc nhiên nói đây không phải tiểu a tú sao? tại sao lại xuất hiện ở đây? a tú ha ha cười gượng nói thật trùng hợp. bắc kinh thực sự không lớn, nơi nào cũng gặp được gì. quên công tử kia nghe xong hai chữ a tú vội vàng nhìn sang cười hỏi a tú chính là công tử của dương ngũ phụ sao? hai người cùng ngồi xổm công tử kia cố ý trêu đùa hài tử mỉm cười liền nói tiểu bằng hữu ta là quỳnh phương. Ngươi là ai? Công tử này sớm đã nói ra tên của mình, bây giờ lại hỏi thêm, nghĩ rằng cho mình là chỉ đồng vô chi. A Tú trong lòng âm thầm bật cười, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ ngây thơ, khờ thanh nói, xin chào đại ca. Ta là A Tú, công tử kia chơi cùng hắn, lập tức cười nói hóa ra là A Tú, thật là ngưỡng mộ đã lâu. A Tú không dành để ý nàng, chắp tay liền nói, ái trà, ái trà hân hạnh hân hạnh tạm biệt tạm biệt thoáng chốc lòng bàn chân xoa dầu muốn chạy chuồn đi bước chân mới động trước mặt bóng người chợt lóe dì quyên đã cười hì hì chặn đường kiều thanh kể có hài tử hư chạy trốn không thấy bóng người làm hại thúc thúc quản ra tìm đến người ngã ngựa đổ tiểu a tú người nói đó là ai a tú sao không biết nàng nói chính mình lập tức thở dài ba tiếng nói ai 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 lại có hải tử rời nhà trốn đi sao? Trên đời có bất hiếu cha mẹ, cũng có hải tử đáng thương như vậy. Tám phần cha mẹ trách đánh quá mức, trong nhà không có hoa quả để ăn, mới bỏ chạy không thấy bóng người. Ai thắn hai tiếng, bỗng nhiên cúi người xuống, xoay người về phía sau liền trốn, trong giây lát kêu lên một tiếng, đụng phải một người. Và chạm này lại mẩy may không đau, ngược lại mềm như bông, ngưng mắt nhìn lại, trước mặt lại là Quỳnh Phương a à, tú hít một hơi thật mạnh trong mũi càng có hương thơm hắn trong lòng cả kinh nhìn kỹ công tử kia nhưng thấy nàng mày liễu mỉm cười mũi thẳng môi anh đào hóa ra lại là một mỹ nhân hắn nhìn đến choáng váng thầm nghĩ công tử này thật trắng nõn e rằng không hề kém mụ mụ nghĩ lại lại nghĩ mụ mụ lại giống nam nhân ta nên khóc hay cười trong lúc miên man suy nghĩ chỉ thấy quỳnh phương một đôi tuệ nhãn thẳng nhìn chính mình có chốt mặt đỏ tim độc. Quỳnh Phương thấy hắn gương mặt bừng, không khỏi nhéo khuôn mặt đen đúa của hắn, cười nói, tiểu nghịch ngợm trợn mắt há hốc mồm, chính là cảm thấy gì Phương đẹp sao? A à, Tú thẩm nghĩ, hóa ra là nữ nhân giả trang nam nhân. Lão sư tư tục nói không sai, trên đời thật là việc lạ gì cũng có. Quỳnh Phương thấy hắn oai khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến nội tâm đang có ý niệm cổ quái, lập tức giữ chặt tay hắn, giao cho Quyên Nhi, cười nói, nơi này cách Trường An đại lộ vài dặm đường, ta nghĩ đứa nhỏ này lạc đường, chúng ta đưa nó trở về Ngũ Phụ gia đi. Về nhà sẽ bị treo, bị treo sẽ bị đánh a à, tú cả kinh nói, đừng. Đừng. Con về nhà muộn, cha sẽ đánh chết con. Quyên Nhi cười nói, ai bảo ngươi ham chơi? Chốc lát gì quyên cầu xin cha giúp ngươi, cho ngươi bớt được mấy roi, được không? A à, Tú Hoàng nói không có tác dụng đâu đại lão ra nhà con mặt ngoài ứng phó người chờ người quay đầu vừa đi ác hơn gấp 10 lần đánh tàn nhẫn giống như đại hung thần người đưa con về nhà ngày mai liền sẽ phải tới tế bái hai người nghe vậy đều bật cười lớn nói nói hưu nói vườn cha ngươi là đại học sĩ thư sinh mặt trắng sao có thể tàn nhẫn như vậy a à tú vội nói người kiến thức hạn hẹp mặt đen đánh lão bà mặt trắng tấu tiểu hài tử mặt càng trắng tâm càng tàn nhẫn ngươi không thể hại con ba người đang cò kè mặc cả chợt nghe tiếng cổng chiêng trên đường en s dường như có xe trượng nghi đội tới nghe tiếng động chiêng trống kia người tới tất là đại quan không thể nghi ngờ a à tú sắc mặt phát khổ thầm nghĩ nhà dột còn gặp mưa suốt đêm đừng gặp phải cha tiểu đệ kia chắc hẳn phải chết nhất thời liều mạng muốn chạy trốn nhưng bị gì quyên kéo chặt lại dánh cũng không thể tránh mắt thấy chết chắc rồi làm vẻ mặt buồn bã chờ cha lại đây sách về nhà vó ngựa chặn đất trên đường phát ra âm thanh giòn tan tim a tú cũng thình thịch nhảy trong lúc đang sợ hãi nghe được một người để thanh hô cung kính tránh ra a tú híp đôi mắt nhỏ liếc nhìn trộm thấy một võ quan uy phong ngồi trên lưng ngựa theo sau là hàng trăm quan sai hai tấm bảng gỗ uy phong lẫm lẫm bên trái là hộ quốc bảo cảnh tước tặng tứ phương uy võ hầu, bên phải là trạch dân an sinh ngự tứ ngũ quân đại đô đốc, tuy nói A à Tú đọc sách lâu ngày, xem qua tất quên, 26 chữ quên đến một nửa, lúc này vẫn ha ha nở nụ cười, nhất thời liền ôm ngực, cười to nói, không phải cha. Không phải cha, là ái huy bá tánh ngũ đại a di mắt thấy quên nhi sắc mặt khốn quẫn đã quay đầu đi quỳnh phương không khỏi ngạc nhiên nói cái gì ái huy bá tánh nói rõ chút a à tú cười nói huy bá tánh tức là dùng tay vẫy với bá tánh người nhìn chính là bộ dáng này nói cố nâng má lên nhe răng mỉm cười giơ tay phải lên một cách kỳ lạ vẫy trước vẫy sau quyên nhi thấy con khỉ xiếc nhất thời cả giận nói khó coi chết đi được mau dừng tay a à tú cố tình giả mốc chỉ về phía xa quỷ thanh quỷ khí nói Cô nương kêu ta dừng tay. Không bằng kêu nàng dừng tay đi. Hai người quay lại nhìn, con đường ồn ào, rất nhiều võ quan khai đạo hộ vệ, xe trượng nghi đội kẹp bên trong đám người, chậm rãi đi tới phía trước. Bàn tay trắng mở rèm trâu, một mỹ phụ ngồi trên xe lớn, vẫy tay chào bá tánh trên đường. Xem nàng tinh mục ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười ngượng ngùng, ngón tay đeo đá quy lóng lánh rực rỡ, đúng là đô đốc phu nhân đã đến chủ sạp hoa quả rất hưng phấn, vội vàng leo lên xe ngắm nhìn mỹ nữ. Quan quân cũng không xua đám đông, mặc cho mọi người súng lại bên đường. Chiêng trống vang trời, phụ lão đường hẻm hoan hô, nhi đồng nhảy bắn chơi đùa, tiếng pháo vang lên inh ỏi như tân nương xuất giá. Quỳnh Phương che miệng mỉm cười, A Tú cũng cười khúc khích. Nhìn ngũ ba mẫu này luôn luôn tự phụ hoa dung nguyệt màu, thích A Dua nịnh hót, ngày Tết chính mình cũng nhận được rất nhiều bao lì xì. Si. Đồ đốc phu nhân Phượng Thoa Ngọc Quan, da sáng hơn tuyết, nụ cười dịu dàng, thật sự là kiêu nữ một thời. Ông chủ sạp trái cây thấy được tuyệt sắc thiên hương, tất nhiên dựng thẳng ngón cái, khen ngợi, kinh thành đệ nhất danh hoa, quả thực yêu dân như con, danh bất hư truyền. Mỹ nữ giả phố, sẽ có kẻ háo sắc đến, nghe được một tiếng cười, yêu dân như con, không phải quá ra vẻ sao người nhìn tay trắng trắng nộn nộn như vậy thực hiện bao nhiêu động tác linh hồn bé nhỏ của ta bị thổi qua mất rồi mỹ nữ như vậy yêu dân như trượng phu lão tử mới thật vui mừng người nọ đang diếu rít đang nói chuyện hăng say bỗng cảm thấy chán đau nhói như bị ai gõ thật mạnh một cái hắn nộ mục xoay người quát là ai mắt thấy mọi người nhìn hắn không chớp mắt mỗi người ánh mắt cực kỳ kỳ quái người nọ theo ánh mắt mọi người nhìn lại, kinh hãi khi thấy phần thân dưới của mình trần chuồng, thắt lưng quần không hiểu sao bị đứt, thoáng chốc kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng lại vướng phải quần bông của mình, chỉ có thể nửa lăn nửa bò rời đi. Quỳnh Phương nhẹ lay động quạt xếp, che lại miệng, cười nói, quyên trưởng môn kiếm pháp cao cường. Quyên Nhi hai mắt nửa mở nửa khép, nghiễm nhiên nói, đây là kết cục hạ nhục xưa tỷ ta nói liếc xéo sang a tú lạnh lùng cười giơ tay lên vẫy cho ta a tú trong lòng sợ hãi một tay túm lưng quần một tay đong đưa về phía đoàn xe giống như chiêu hồn đang lúc hữu khí vô lực chợt nhìn thấy hai ánh mắt hổ thẹn từ cửa sổ xe nữ hài nhi co rúm người hai tay buông xuống lúng túng trốn trong lòng ngực mẫu thân không phải là hoa muội thì là ai a tú trong lòng mừng rỡ Nhìn không được vòng miệng hô to, Hoa Muội mau vẫy với bá tánh. Bằng không về nhà sẽ bị mẹ vẫy cho cay tát. Hoa Muội đã nhìn thấy mình, nàng từ trong xe nhô đầu ra, kêu lên: "A Tú! Huynh chạy đi đâu?" Quản gia nhà huynh đang tìm huynh khắp nơi. A Tú gây hỏa thượng thân, quả nhiên ngũ bá mẫu nghe được chính mình ở đây, lập tức phân phó quan quân, như muốn dừng đoàn xe lại. A Tú rất sợ bị nàng bắt được, vội hô với quyên nhi: Dì quên đi mong. Bằng không người cũng bị áp lên xe, vẫy tay với bá tánh. Quyên Nhi khụ một tiếng, gấp hướng Quỳnh Phương nói, thời điểm có chút. Có chút muộn, khổ tử nhà ngươi đang chờ ăn cơm. Chúng ta phải đi thôi, Quỳnh Phương chớp chớp mắt, mỉm cười nói, sợ đau tay sao. Quyên Nhi nghe nàng diễu cợt, oán hận rậm chân, tức giận nói, ngươi lại diễu cợt sư tỷ của ta, ta sẽ không đi cùng ngươi nữa nói quay đầu xoay người về phía đám đông mọi người đang chen lấn trong đám đông đi qua mấy đầu phố quyền nhi mới dừng lại xem nàng hãy còn giàu cái miệng nhỏ nghĩ đến trong lòng vẫn còn không vui quỳnh phương nén cười khom người chắp tay thi lễ nói xin lỗi xin lỗi cô cô của ta cũng giống như vậy cả ngày thích đi tuần dạo phố thị chúng ta mỗi lần nhìn đều buồn cười quyền nhi trợn mắt nhìn nàng nói cô cô ngươi là quốc mẫu hoàng hậu người nếu không dạo phố ba tánh còn có thể nhìn ai đang nói chuyện chợt nghe thấy một giọng nói từ dưới đất truyền đến được rồi dạo phố thì chúng mọi người đều có phần đừng gây ồn ào nhưng thật ra thiếu gia ta đói bụng rồi các ngươi mời ta ăn cơm đi thôi hai người cụp mắt xuống nhìn nói chuyện lại là a tú quyền nhi mắng tiểu nghịch ngợm lại muốn giễu cợt người lớn đừng trách ta đánh mông ngươi a tú thấy biểu tình của nàng nhanh chóng làm ra vẻ áy náy thấp giọng rơi lệ nói người ta chỉ là đói đến hoảng dì quyên thật nhẫn tâm mà từ diễn thành thật a tú đỏ hốc mắt nói đến đau lòng càng tự nước mắt rơi như mưa quyên nhi mềm lòng vội nói xin lỗi đừng khóc nữa dì quyên hát cho ngươi nghe mấy bài hát trẻ con lần lượt được cất lên a tú nghe được tiếng tiểu lão hổ tiểu sơn dương nhảy loạn nhất thời nín khóc phá lên cười trong lòng lại nghĩ nhàm chán ngu xuẩn bồn thiếu gia bốn tuổi đã nghe chuyện hoang đường bậc này nữ tử này thật sự ấu trĩ thật đáng buồn nhớ tới ăn cơm quan trọng một số âm thanh sắp phát ra cổ họng lại xem như vì năm đấu gạo khom lưng ba người dắt tay đồng hành quyên nhi ngâm nga một giai điệu cho trẻ con quỳnh phương trơn trượt bàn tay duỗi đến trước mặt a à, tù ai đến cũng không cự tuyệt lập tức tay trái dắt quỳnh phương tay phải kéo quyên nhi thuận lợi mọi bề, tai vẫn nghe bài hát trẻ con, hưởng hết phúc của muôn người. Hắn có chút thỏa thuê đắc ý, nghiễm nhiên nói, nói trước, trong chốc lát ăn cơm, con thích thịt dê, bánh hoa quế, không thích rau dưa hoa quả tươi, hai người nhớ cho rõ. Đang lẩm bẩm lại nghe Quyên Nhi nói, ngũ phụ gia ở ngoại ô, chúng ta lát nữa sẽ đi ngang qua bách tuế lâu, vừa vặn đưa đứa nhỏ này trở về. Quỳnh Phương cũng nói, còn không phải sao? Nhà hắn không thấy người, mọi người nhất định lo lắng tìm kiếm. A à Tú sầu thảm nói, không phải nói đi ăn cơm sao? Hai người, hai người bán đứng con, cuống quýt muốn chạy trốn, nhưng bị cao thủ hai bên giữ chặt, công lực nơi nơi, bức cho hắn không đường trốn, vừa lôi vừa kẹp giống như trọng tù. Một đường bị người ta kéo qua Đại Minh môn, tuyết rơi dày đặc, toàn bộ khung cảnh trắng bạc. Quyên Nhi và Quỳnh Phương phớt lờ những vết kéo trên mặt đất, chiêm ngưỡng cảnh đẹp vào đông. A à tú liều chết tìm kiếm lý do chạy trốn, hắn hô vài tiếng đau bụng nhưng không có tác dụng. Đột nhiên đi ngang qua một con hẻm, nhìn vào chỗ sâu, đột nhiên đại hỉ kêu to, đợi chút. Con muốn tìm mẫu thân đã hết bản lĩnh. Quyên Nhi đáp cũng không đáp, ngượng ngùng liền nói mẹ ngươi ở trong nhà, muốn tìm nàng liền về nhà đi. A à Tú liều chết không từ, hai chân mồi sổm, kêu thảm thiết nói, thật sự. Ta muốn đi tìm mẹ. Hai yêu tình các ngươi buông ta ra, nói thét to, bắt cóc trẻ con A. À à. Đòi tiền chuộc trên đường A, à à. hét lên như giết heo. Người qua đường đều ghé mắt nhìn, quên nhi hắc hắc cười lạnh, đang muốn điểm lên áo huyệt. Quỳnh Phương lại rời ra, nàng ngồi sổm hỏi A à Tú, mỉm cười nói, hảo hài tử, mẹ ngươi ở đâu? đừng nói dối gì phương a à, tú nghiêm trang chỉ vào con hẻm lớn tiếng nói mẹ ta thực sự trong hẻm ta coi thấy đèn sáng lên hai người kinh ngạc quay đầu nhìn lại thấy hẻm sâu đọng nhiều tuyết sâu bên trong thực sự có phòng nhỏ có những chấm đèn chiếu sáng qua khung cửa sổ vào đông càng ấm áp bội phân quỳnh phương mỉm cười nói tạm thời tin ngươi một lần đi thôi lập tức buông hắn ra a à, tú như được ân xá cất bước chạy như điên tuyết trắng vẩy ra để lại hai hàng dấu chân nhỏ trên mặt đất hai người cùng nhìn thấy nhà cửa nhỏ không có đình viện chỉ có một ván cửa mỏng ngăn cách trong và ngoài phòng a tú chính là con cháu quan lại nhân gia mẫu thân sao có thể ở bên trong hàn xá như thế này quỳnh phương bối rối nhìn không được liền hỏi quyên nhi đứa nhỏ này đang nói dối a à? quyên nhi nhún vai nói ai biết được Tiểu tử này trước nay bướng bỉnh, cả ngày dẫn đám nhỏ gây loạn. Trong kinh thành là có tiếng, hai cô nương đều là người mang võ nghệ, bắt trẻ em trong ngõ hẻm như lấy đồ trong túi, lại cũng không sợ hắn chạy xa, chỉ ở sau lưng chậm rãi đi theo. Tuyết trên mặt đất trơn trượt, A Tú chạy vội được một lúc, đi vào cửa phòng nhỏ kia, thấy hắn hai chân đứng nghiêm, đưa tay về phía trước, áp vào vách tường, cũng thật xoáy khí mười phần. Quỳnh Phương thấy hắn ngốc tại cửa, nghĩ đứa nhỏ này nói dối, liền nói: "Chơi đủ chưa? Đã đến lúc về nhà rồi." A tú lại không để ý tới nàng, chỉ thanh thanh giọng nói: sửa sang lại quần áo, vỗ phẩy tuyết động, chỉnh đai lưng trầm ổn. Lúc này mới duỗi tay nhẹ gõ cửa phòng, thấp giọng nói: "Mẹ, người ở trong không?" Hai nữ nhân thấy hắn làm vẻ ta đây như thế, đều hơi hơi kinh hãi, vạn lần không thể đoán được mẫu thân A tú thật ở chỗ này lại nhìn thân sắc a tú a tú ôn nhu chậm rãi bất giác lại thấy choáng váng không ngờ tiểu nam hài nhi này bình thường nghịch ngợm nói chuyện với mẫu thân lại nhẹ nhàng như vậy sau khi a tú nói xong một giọng nói nhu hòa truyền đến từ bên trong cánh cửa là a tú sao sao biết mẹ ở chỗ này thanh âm kia ôn nhu đoan thục không mang theo mảy may hòa khí nghĩ đến người nói chuyện tất cực tú nhã nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn một tiếng cọt kẹt nhỏ, cánh cửa gỗ được mở ra. Nhà cửa cũng không có ngoại viện, chỉ có một cánh cửa mỏng ngăn cách. Quỳnh Phương đưa mắt nhìn vào, thấy một phụ nhân nhẹ nhàng tựa vào cửa, thấy nàng mắt phượng ôn nhu, hương thơm ngào ngạt, mày đẹp, mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh lá sen trơn, ước chừng khoảng 30 tuổi, tuy nói chưa điểm son phấn nhưng khí chất thanh thoát, nhẹ nhàng rất quyến rũ. Nàng cúi đầu nhìn A Tú, lại cười nói, thật là con a tú ngửa đầu hoan dung ôm lấy chân mỹ phụ kia cười nói mẹ thấy nam hài này xưa nay nghịch ngợm bất hào gặp gỡ mẫu thân lại là vẻ mặt nhụ mộ quyến luyến nghĩ đến đối với mẹ rất khác biệt mỹ phụ oái đầu nhìn lại đầu hẻm vừa thấy hai nữ lang quỳnh phương và quyên nhi đang đứng đợi nhất thời đã hiểu nàng kéo a tú mang theo hắn khom lưng chắp tay thi lễ ái náy nói Đứa nhỏ này luôn luôn hồ nháo, làm phiền các ngươi. Quyên Nhi cười nói, tiểu nghịch ngợm chính là tiểu nghịch ngợm, mỗi lần đều ỉ lại vào mẹ. Nói rồi tiến đến, nói chuyện với Mỹ phụ kia, hai người lời nói thân thiết, xem ra chắc chắn quen biết. Thời tiết rét lạnh, Mỹ phụ dẫn Quyên Nhi vào trong phòng, thấy Quỳnh Phương đứng lặng đầu hẻm, chậm chạp bất động, liền hướng nàng ven áo thi lễ, lại cười nói, tiểu thư nếu không chê, mời vào phòng ngồi. Quỳnh Phương thân giả trang nho sinh, nhưng thân phận bị người ta gọi ra, không dễ ngụy trang. Lập tức khom người, dịu dàng cười nói, như thế đi quá giới hạn. Nơi này tuy là Hàn Trạch, nhưng nhìn phụ nhân này trời sinh tu khí, nghĩ tới trong phòng nhất định lịch sự tao nhã. Quả nhiên đi vào cửa phòng, liền thấy sáng sủa sạch sẽ, bốn vách tường treo thi hỏa, một vài bức cảnh xuân giang nam điểm xuyết, khiến ngôi nhà có cảm giác như mùa xuân ấm áp quỳnh phương mỉm cười liền nói phu nhân rượu bút sinh hoa thật làm tiểu nữ tử bội phục a à tú hì hì cười nói dì quỳnh giả mù xa mưa mở miệng vuốt mông ngựa mẹ ta ghét nhất người khác dối trá đột nhiên đầu bị gõ một cái a à tú tất nhiên là ai nha ôm đầu kêu đau mỹ phụ che miệng cười nhẹ truyền hỏi Quyên nhi vị tiểu thư này thật xinh đẹp nhưng lại ăn mặc như công tử không biết sưng hô như thế nào Quỳnh Phương không đợi Quyên Nhi đáp lời, lập tức tự nói tên họ, Vân Tử Hiên, Thượng Quỳnh Hạ Phương, Bái Kiến Phu Nhân. Nàng từ trước đến nay trước mờ quạt xếp, sau đó mới nói tên, nhưng điều này quá mức vô lễ, trước mặt Mỹ phụ này, tự hành thu liễm. Phụ nhân mỉm cười liền nói, hóa là Quỳnh Tiểu Thư, không nghênh đón từ xa, thật sự thất lễ. Giọng nói của nàng tuy rằng khách khí, lại không nghe thấy nói thiếu các chủ, nghĩ đến chưa từng nghe qua về quỳnh phương những năm gần đây sức khỏe của quỳnh võ xuyên không còn tốt như trước sớm đem chuyện lớn nhỏ của vân tử hiên phó thác cho cháu gái quỳnh phương khắc thiệu phụ tổ cơ nghiệp nói đến danh khí vang dội ở kinh thành rất có danh vọng nào biết mỹ phụ kia lại tựa không biết quyền nhi biết bạn tốt chú trọng thân phận đang định giải thích quỳnh phương lại giữ nàng lại lắc lắc đầu ý bảo không ngại mỹ phụ sửa sang lại chén bàn Ôn nha nói, hai vị ngồi xuống trước, uống một tách trà nóng cho ấm người. Quyên nhi vội nói, không vội. Chúng ta chỉ là thuận đường đi ngang qua, để A Tú ở đây, trong chốc lát liền đi, phụ nhân kia cũng không đáp ứng, sớm đã đi vào sau bếp. Quyên Nhi thấy A Tú hãy còn lười biếng ngáp, nhất thời chừng hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, tiểu lười quỷ, sao không đi giúp đỡ. A Tú xoa chân, kêu xin tha, nghĩ đến chơi cả ngày, đã mệt muốn chết rồi. Quỳnh Phương nhìn cách bài trí xung quanh, thấy căn phòng được bài trí đơn giản, ở lối vào có một cái bàn gỗ, trên bàn lại còn đặt tranh chữ, thủy mặc hãy còn chưa khô, nghĩ đến mỹ phụ kia nhã thiện đan thanh, gửi thư tình họa, mới đến ở trong ngôi nhà nhỏ này. Quỳnh Phương bước đến bức tranh, cúi đầu nhìn thấy một bức tranh con cá. Trăng sáng phản chiếu trên mặt nước, người đánh cá ngồi bên bờ thả câu cá vàng hồng cầm du dương trong nước, vài bông hoa sen dài rác trên mặt nước. Quỳnh Phương nhìn kỹ hơn, trăng vàng chiếu rọi mặt nước, đầy màu sắc rung truyền, mở rộng theo những con sóng tạo nên một màu bạc. Cá vàng hồng cầm thản nhiên tự đắc, trên mặt dường như mang theo ý cười, trông lại như đồng thú đáng yêu. Quỳnh Phương xuất thân kinh thành thế gia, từ cũng học tập đan thanh, học vẽ, tuy không thế nào cặn kẽ, ánh mắt vẫn phải có nàng thấy đồ mặc hoặc nhẹ hoặc trọng, ngừng mắt không đồng nhất, lại lộ ra một cổ tú tính. Nàng mỉm cười thưởng thức, quan sát đọc đề từ, thấp giọng nói, con cá nhỏ bơi qua lưỡi câu, vầng trăng sông Tây Giang, con thuyền mát lạnh, từ từ đón gió, cười bích ba vô lãng, diệp bạn ách hữu hoa đầy hồ nước được tự do. Chữ viết mượt mà tròn trịa, nửa chữ thảo nửa chữ thường, mực còn tươi, Quỳnh Phương cúi đầu nhấm nuốt văn ý, thầm nghĩ cá mắc câu sẽ không ăn, tuy trong hồ nước nhỏ, lại có thể tự tại. Người vẽ tranh tự so mình như một kẻ ngốc, đây là phong cách của một ẩn sĩ. Nàng suy nghĩ xuất thần, đang muốn hỏi, chợt nhìn thấy mặt bàn đã cũ mọt nhưng chân bàn còn mới như mới được sửa. Quỳnh Phương tâm kinh ngạc, cái bàn này đáng ra phải sớm vứt đi, đường đường quan gia phu nhân, cần gì keo kiệt như thế. Quan gia tầm thường nếu tiết kiệm, lại cũng không nghe nói làm vẻ ta đây như vậy. Nàng lòng tràn đầy tò mò, liền tới hỏi thăm A Tú, nói, mẹ ngươi thường tới chỗ này sao? A Tú sớm đã nằm ở trên giường, cuộn chặt chăn lại, đầu gối lên trên đùi Quyên Nhi, ha ha cười nói, thường tới, một tháng bốn năm lần. Quyên Nhi véo cái mũi nhỏ của hắn, mắng nói, không biết lớn nhỏ, nói chuyện với người lớn ngồi thẳng dậy. Giường đối diện cửa phòng, phía trên có chăn ấm. A Tú giang rộng hai chân, đối diện Quỳnh Phương, bộ dáng khó coi đến cực điểm, hắn thọc lộ mũi ha ha cười nói, ai quan tâm. Dì Quyên cũng là tiểu hài tử, la la, đến hát mấy bài trẻ con đi. Đắc ý rèo rạt, liền nghe trong bếp truyền đến một tiếng ho khan, nói, A Tú, lại đây. Thanh âm kia tú khí văn nhã, với A Tú lại như tia chớp phách lôi, khóe miệng hắn phát run, hai chân đan vào nhau, đem cất mũi nhét trở lại lỗ mũi rón rén bước đi như bộ dáng hài tử ngoan ngoãn quỳnh phương tâm khó hiểu mỹ phụ kia quan lại nhân ra nếu muốn ngâm thơ vẽ tranh sao không thư phòng trong nhà mà lại đến nơi phố phương này nàng thấy chiếc bàn gỗ có ngăn kéo cũng không thể tùy tiện mở ra đôi mắt đẹp lưu truyền phát hiện dưới gầm bàn có chốt tạp vật lập tức chân mọc lược duỗi đã đảo đồ dưới gầm bàn giả tạo âm thanh kho người ngồi xổm nhân cơ hội đi xem. Dưới mặt đất có những chiếc dương, một bó sách cũ điển tịch đặt chỉnh tề dưới gầm bàn, lại bị chính chúng đá tung ra. Tiêu đề của các cuốn sách đều khác nhau, phía dưới đều có ấn năm chữ nhỏ thư lâm trai ấn hành. Quỳnh Phương nghĩ đến gia thế của Mỹ phụ kia, khẽ gật đầu, đây là đồ của phụ thân nàng. Nàng lặng lẽ đặt sách lại, vừa di chuyển, lại thấy một thanh kiếm dưới gầm bàn nàng buông xuống mắt phượng ngưng thần nhìn nó thân kiếm ức chừng bốn thước đen như một mảnh gỗ đen vỏ kiếm cũng không điêu khắc hoa văn không giống đồ cổ vật dưới gầm bàn đầy bụi bặm thanh kiếm được nhét bên trong nhưng lại không thấy một hạt bụi trông rất lạc lõng quỳnh phương tâm âm thầm khả nghi mỹ phụ kia văn nhã ôn nhu tuyệt đối không thể là người mang võ công trong phòng sao có đồ vật đằng đằng sát khí muốn nói là đồ giả rồi lại không giống nàng càng xem càng kỳ, liền nhặt trường kiếm lên. Chuôi kiếm vào tay, cánh tay ngọc không tự chủ được mà rũ xuống. Quỳnh Phương tâm hạ kinh hãi, thanh kiếm này nặng quá. Thật sự kiềm chế không được, xoát một tiếng, liền đem bảo kiếm rút ra. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, lộng lẫy lóe sáng, nhất thời lưu quang hoa mắt, phảng phất nhà nhỏ hiện ra một hồ nước lớn, phản chiếu ánh sáng trên tay không chỉ là binh khí hiếm mà còn là một bảo kiếm cực kỳ sắc bén. Quỳnh Phương xem đến trợn mắt há hốc mồm, không biết binh khí này lai lịch ra sao, bảo dị đến vậy. Đang quan sát lại nghe một tiếng kêu sợ hãi, dì Phương. Buông thanh kiếm này xuống. Quỳnh Phương không kịp đáp lại, sau lưng A à Tú đã từ sau bếp chạy ra, hắn thẳng tắp chạy tới, đẩy Quỳnh Phương, lớn tiếng nói, buông kiếm xuống. Mẹ ta không thích người khác chạm vào nó, A Tú cao giọng hét, Quỳnh Phương tất nhiên xấu hổ, đang hoảng sợ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, A Tú, đừng vô lễ với khách nhân. A Tú, quay lại, Mỹ Phụ đã pha trà thơm rồi quay về phòng. Quyền Nhi thấy Quỳnh Phương gặp rắc rối, vội vàng đứng dậy, từ trong tay nàng tiếp nhận trường kiếm, để lại vào vò. Mỹ Phụ thấy hai tay Quyền Nhi cầm kiếm, ánh mắt nhìn chung quanh tựa không biết muốn cất vào nơi nào, lập tức duỗi tay mỉm cười, nào, đưa thanh kiếm cho ta. Quyền Nhi biết Quỳnh Phương mặt mũi mỏng, liền thấy nàng xin lỗi, thật là xin lỗi, mạo phạm người. Mỹ phụ khẽ mỉm cười, cũng không thấy tức giận, chỉ từ Quyền Nhi trong tay tiếp nhận trường kiếm. Nàng nâng trường kiếm lên, lập tức khoanh tay ôm chặt thanh kiếm trong lòng ngực. Quỳnh Phương có thể thấy rõ, và lúc đó, hốc mắt Mỹ phụ dường như ướt đỏ. Quỳnh Phương thầm kêu không ổn, tự biết kiếm này tất có lai lịch trọng đại. Nàng minh bạch chính mình gặp rắc rối, vội vàng thè lưỡi, áy náy nói, A Tú, lại đây. Dì Phương nói gần nói xa, tiểu A Tú lập tức hiểu ý, hắn cố ý di chuyển sự chú ý của mọi người, lập tức bổ nhào nhảy ra, hô, ya. Yeah. Dì Phương gọi đến tiểu nhân, chính là muốn thưởng tiền sao? Quỳnh Phương rất cảm kích, thơm lên má hắn nói, không sai chính là muốn thưởng cho ngươi a à, tú cố tình kinh ngạc nói quái lòng địa đông bị rắn độc cắn cần phải giải độc nói chạy tới mẫu thân hét lên nương giải độc cho con mọi người bị hắn nháo một trận như vậy đều bật cười mắt thấy mỹ phụ kia ôm nhi tử quỳnh phương tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra lúc này không đi còn đợi đến khi nào vội nhìn quyên nhi chớp chớp mắt nhị nữ đang định đứng dậy chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, lại có khách nhân tới. Ở đây không có nam tử, Mỹ phụ kia cũng không thể ra mở cửa. Quỳnh Phương khụ một tiếng, đang định tránh sang một bên để nhường chỗ, nhưng A Tú đã nhảy ra ngoài, thô thanh nói, bên ngoài là ai? Hãy xưng tên ra, đang đắc ý, lỗ tai đã bị mẹ sách lên, đang kêu đau, nghe được ngoài cửa một người thở hồn hển, xuyễn Thanh nói, làm ơn. Xin hỏi từ Vân Hiên các, các chủ có ở đây, a à tú lỗ tai phát đau, ai nha một tiếng, nói ở đây, ở đây, quỳnh phương nghe là tới tìm chính mình, vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng ra, chỉ thấy một nam tử đầy mặt kinh hoàng, lại là đệ tử hoa sơn trần đắc phúc. quỳnh phương ngạc nhiên nói, sao lại là ngươi? trần đắc phúc thờ hồn hển nói, ta nghe ngũ gia tiểu thư nói ngũ phụ công tử ở cùng người, liền chạy đến nhà ngũ phụ tìm. Dương nhị ra nói tiểu hài tử không ở nhà, chỉ đường cho ta đến ngôi nhà này, ta thật sự gấp, không đợi hắn đến dẫn đường, liền. Liền, Quỳnh Phương nghe hắn nói năng lộn xộn, không khỏi nhíu mày nói, liền tìm được tới nơi này. Đây chính là trong nhà người khác. Có đại sự gì sao? Trần Đắc Phúc hít một hơi dài, thở hổn hển. Thái Y Viện đã xảy ra chuyện. Người, người chạy nhanh đi xem. Quyền Nhi cười nói, Tống thống minh say rượu. Có phải không? Hai nữ tử nhìn nhau cười. Mông hán hai nước cao thủ nhiều là hạng người thô lỗ. Uống rượu ăn cơm khi hãy còn lời thô tục đầy miệng. Ngôn ngữ nếu bất hòa, không khỏi đánh nhau. Lại nghe Trần Đắc Phúc nói, không phải, không phải, không liên quan gì đến tống thiếu chủ. Là quái nhân từ bên ngoài đột nhập vào, một đường đánh giết đi vào. Quyền Nhi và Quỳnh Phương nhìn nhau, hai người đều cảm thấy khó hiểu đồng thanh hỏi, quái nhân. Trần Đắc Phúc thờ hồn hền, quái nhân kia rất lợi hại, từ đại môn một đường giết đi vào, không ai chống đỡ được hắn một chiêu nửa tức đầu tiên là đánh nghiêng xích xuyên đạo trường, sau lại tống thiếu chủ cũng bị hắn bẻ gãy cổ tay. Nghe đến đó, hai thiếu nữ đã đại kinh thất sắc, tống thông minh hào dũng sức châu. Trên đời lại có người có thể bẻ gãy móng vuốt đại hùng này, Quyên Nhi không đợi sau khi nghe xong, hoảng loạn liền nói, không thể nói được mau rời đi. Chưa kịp chào Mỹ phụ kia, đã định chạy thẳng ra ngoài, Quỳnh Phương giữ chặt nàng, trầm giọng nói, không vội. Đôi mắt nàng xoay chuyển, đối phương võ công cao cường như thế, chính mình liền tính cùng Quyên Nhi cấp tốc chạy đến cũng chỉ là vô ích, lập tức hỏi, đối phương tổng cộng tới bao nhiêu người. Trần Đắc Phúc sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, một người. Quyên Nhi sợ hãi cả kinh, ngơ ngẩn không nói nên lời quỳnh phương lại chỉ gật gật đầu thấp giọng nói sát thủ tới rồi hóa ra lá thư kia là thật quyền nhi tỉnh ngộ lại đây không khỏi kinh hãi nói ngươi là nói ngươi là nói người này là tới vì hồ gia công tử quỳnh phương không nói nhiều mà lấy ra một khối ngọc bội đưa cho trần đắc phúc dặn dò nói tống thần đao cùng cao thiên tướng ở nhà ta làm khách ngươi lấy ngọc bội này đi từ vân hiên tìm phó sư thúc hắn sẽ tự an bài tiếp ứng lửa xém lông mày, tình thế thật sự nguy cấp, Trần Đắc Phúc cuống quyết tiếp lệnh, tốc độ cao nhất hướng ngoài cửa chạy ra, Quỳnh Phương ôm đột nhiên tỉnh tới một chuyện, chặn lại nói, đợi chút. Trần Đắc Phúc hoảng nói, còn, còn có chuyện gì, Quỳnh Phương giận dò nói, ngàn vạn đừng ồn ào, đừng để cho ông nội của ta biết việc này. Mắt thấy Trần Đắc Phúc phi thân rời đi, Quỳnh Phương nhìn phía Quyên Nhi, thấp giọng nói, tỷ phu ngươi ở Kinh Thành không? Quyền Nhi cùng tỷ phu lâu không thấy mặt, lại cũng không biết hành tung, chỉ có thể nhíu mày lắc đầu, lại nghe kia Mỹ phụ nói, định viễn người ở tiền tuyến tương dương, khi ăn Tết mới có thể trở về. Quỳnh Phương bóp cổ tay, tỷ phu Quyền Nhi uy danh hiền hách, từng lấy đơn kỵ sát lui vạn quân, lực bảo thiên tử tánh mạng, vô luận chiến trường giết người, hay là đánh đơn luận võ, đều xưng đương kim đệ nhất võ dũng thần tướng, chỉ là vị tuyệt đỉnh cao thủ này giờ phút này không ở kinh thành, nên nghĩ ngợi nữa cũng vô ích, liền nói ngay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước xem sao, đừng để vợ chồng Hồ Thị Lang xảy ra chuyện gì. Quyền Nhi gật đầu, là người đầu tiên chạy ra ngoài, Quỳnh Phương lại có vẻ chân tĩnh, nàng cảm tạ Mỹ Phụ rồi lại tạm biệt A Tú. Mỹ Phụ kia rất quan tâm, vội nói, đến tột cùng sao lại thế này? Cần ta giúp gì không? quỳnh phương mỉm cười nói phu nhân yên tâm thiên hạ tuy lớn lại còn không có việc khó nào đảo ngã được quỳnh ra đây là lời nói hào khí can vân xác thật quỳnh phương cũng có tự tin này nàng cúi đầu nhìn bảo kiếm trong ngực mỹ phụ trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ dường như thời khắc rút ra thanh kiếm này vô tình nàng đã mở ra thiên địa huyền quan sóng gió động trời sắp ập tới bắc kinh sẽ nhấn chìm tất cả những gì nàng biết bất cứ lúc nào. 6. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.